Hi, xin chào mọi người, lại là mình đây. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn làm một trang sách vải kỹ năng sống. Thì hôm nay kỹ năng của mình đó là cài miếng dán. Cái này là gọi là miếng dán hai mặt đó mấy bạn. Miếng dán dép á, chứ mình cũng không biết tên chính xác cụ thể của nó là cái gì nữa. Thì các bạn hãy cùng làm với mình nha. Rồi, trước tiên thì các bạn chuẩn bị cho mình một ít vải nỉ, súng bắn keo và hai miếng dán như thế này nha. Mình đã cắt một tấm vải nỉ màu cam để làm cái nền rồi nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắt hình chiếc giày nha. Như vậy là mình đã cắt xong phần đế giày rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái quai giày để gài ở phía trên nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành dán phần quai dài nha. Thank you.
mình sẽ gấp thành trái tim mình dán lên đôi dép của mình. Như vậy là bài tập cài dép của mình cũng đã hoàn thành rồi đó. Thì chúng ta gài đôi dép lại nha.